Let's go. Ooh, Macarius and Araban. Her way. Snipe, sniper, 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 again, sniper. 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 How to win? Viper, how to win? Macarius. Araban, he got Trado, he got TZ, and he got Zap. Tornado fell. This is crazy matchup. Crazy. Okay, and good game. Macarius. Good job. So, after this matchup, Araban will start right now. I think he will meet maybe Viper, maybe Remyeli, maybe Meshfat right now. I'm not sure, but I will try spec Araban the game. Be careful, be careful, one hit. Be careful, be careful. Be careful, be careful. Oh my goodness. Oh my goodness. Minos. Firebolt, firebolt, firebolt. He needs a firebolt. And motor. Oh, good, good, good. I need a firebolt. Firebolt, firebolt. Firebolt, firebolt. Oh, wait. No, Macarius. No, 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 no. No. Yeah. So this time, Araban dropped only one land only. It will drop one land only. So Macarius, I think Macarius the player dual land the better. Dual land is better. Oh my gosh, Minion Hawk. One Minion, one. Be careful, Macarius. By the way, Araban play very, very good hitter when he check. He play his deck, his main deck, play very, very, very good. Check leaderboard after the games. Okay, sure. One. Oh my god, take care balloon. Ooh. Holy shit. No, double balloon. My host. I cannot break right now. Oh my, Macarius, the fire on! Hawk Rider! This is Hawk Rider! Goblin Gang! Goblin Spear! And Mota! Holy shit! It's holy shit! Holy shit! Good job. Okay, check leaderboard right now. Okay, we're waiting for Viper and Remyeli in game. Let's go! Yeah, exactly! Viper vs. Viper vs. Araban right now. Hey, Việt. Hello, em. Sau này đi học chắc là bận lắm hả? Yeah, I'm right. Viper play facing Araban right now. Hot cycle.
It's high skill. I take Queen Tower first. It's better. I take Queen Tower first. Hello, Việt, dạo này khỏe không em? Sao dạo này đi bận lắm đúng không? Vừa làm nhà rồi vừa đi học nữa. No executioner. So the next turn, Viper, we try keep rocket defend balloon. Học toàn là buổi tối nên dậy rồi nên à phải luyện thi cuối tuần à, thế cũng được nhưng mà vất vả, vừa làm xong vừa học. Anh thì khỏe thôi, giờ này bọn anh ít việc mà nhiều thời gian chơi lắm. Còn anh bận chi mà khi mà nó vào cái mùa tháng 3, tháng 4, tháng 6, tháng 7 nhiều lắm. Làm nhà thì xây phần khung nó nhanh thôi chứ còn cái phần chat với lại là trang trí nó lâu hơn. Đấy, cái phần khung họ xây nhanh lắm. Đầu đó ngày ngày một ngày hai ngày là họ xong cái phần khung của một tầng rồi. Xong rồi đổ trần độ khoảng 3-4 hôm sau lại lên tiếp nhanh lắm. Luôn luôn là phải sử dụng gốc con Banky để defend Executioner. Nó là một lối chuẩn nhất. Không có một hit từ mấy kia sữa của con luật. Ở về tương lai thì nó vẫn nhàn hơn là cái việc mình lao động kiếm khác. Cố gắng lên em. Trong đội CR có mỗi hình như có mỗi em mà. Không, hình như có mấy người nó cũng học nhiều đấy. Có anh, mình biết có cái anh Thành ở bên Grand Champion đó, anh cũng học bên nước ngoài đấy. Thời này khô chát nhanh lắm, chát tí nó khô luôn. Defend tốt quá. Good job. Oh, thằng Araba đánh hay kinh khủng. Suy gì nó cũng hay nữa cơ. Nó chặn ngay được một con họ. Executioner sẽ đánh cùng lane với lại vệ PK. Rocket time. Bạn không đánh balloon. Nguy hiểm quá. Tornado can pha này, pha này defend hơi khó. Phải xoay ra một con Executioner nữa. Thôi. Đúng rồi. Oh! Sai lầm. Quá sai lầm. Sai lầm của Viper đó chính là anh ta nghĩ rằng là con Executioner có thể chặn được balloon nhưng không. Hey, Lemon Chi, you are real or fake? Lemon Chi, real fake? Please DM my sister, bro. If you are real Lemon Chi, please DM my sister. Inbox my sister, bro. Okay, rocket time. Last turn, how to defend this time? Con mới thú vị vãi trưởng đấy, nó giống kiểu là con phù thủy. Anh em nào có chơi con chế đế chế không? Phù thủy. Rocket time. Okay, he needs. Executioner. Goblin. No way, không có chắc. Oh fuck. Get it. It's not game right now. I think so. Okay. Anaba. Yeah.
ยากนะน่าจะ1 a.m.Baby dragon. Holy shit. No, I will sleep right now. I will sleep right now. Hello, xin chào. Bạn đang ở Việt Nam hay sao mà lại đó ở nước ngoài hay sao mà lại giờ này chưa ngủ? Thôi GG, well play. 1-0 and Fiji. Good job. Ooh. So cool.